Chào mừng các bạn đã quay trở lại ngày số 3, chuỗi yoga dành cho người mới tập. Nếu bạn là người đầu tiên thấy video này, bạn xuống phần mô tả để tìm lại bài số 1 và bài số 2 để chúng ta hiểu rõ hơn về yoga dành cho người mới tập là như thế nào nhé. Và bài ngày hôm nay giúp cho chúng ta tập kéo giãn nhóm cơ, từng nhóm cơ như thế nào. Khi chúng ta tập quá sức hoặc là quá mệt mỏi, chúng ta có thể kéo giãn từng nhóm cơ để giúp cho chúng ta cảm thấy khỏe hơn và cảm thấy dễ chịu hơn, và kết hợp với hơi thở của bài số 1 và bài số 2 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cùng tập luyện với Uẩn. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, chậm rãi hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm. Để biết hơi thở như thế nào, tay chúng ta đặt vào bụng, hít một hơi thật sâu nào, hít vào bằng mũi, bụng căng phình lên, tay của chúng ta bắt đầu bị đẩy ra, thở bằng mũi từ từ đẩy ra, bụng hóp chặt lại từ từ, hơi nó đi ra mũi, đẩy ra từ từ. Rồi hai tay mình nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, chậm rãi chúng ta nâng cầm lên, hít vào kéo căng da cổ, hạ cầm chạm xương ngước mắt nhìn về rốn, thở ra. Nâng cầm lên, hít vào, kéo căng da cổ. Chúng ta mím chặt môi, kéo nhẹ phần căng cổ của mình ha. Phần cơ cổ của mình căng thật căng ra các bạn. Đúng rồi, đang được kéo giãn. Rồi hạ cầm chạm xuống nước mắt nhìn về rốn, thở ra. Rồi mình nhìn mắt nhìn về rốn, cầm chạm vào ngực của mình. Mình kết hợp với hơi thở, hít thở đều các bạn. Rồi chậm rãi chúng ta nâng cầm lên, hít vào, kéo căng da cổ. Hạ cầm chạm xương ngước mắt nhìn về rốn, thở ra. Chúng ta ngồi thoải mái ha, lưng lúc nào cũng giữ thẳng các bạn. Giữ ở đây 5 nhịp thở nào. 5 nhịp thở là như thế nào? Chúng ta hít vào thở ra là 1 nhịp thở, hít vào thở ra một lần nữa là 2 nhịp thở, và chúng ta đếm tới 5 nha các bạn. Nâng cầm lên, hít vào, kéo căng da cổ nào. Hạ xuống, thở ra nè. Rồi chậm rãi hai tay của mình nâng lên cao, hít vào, hai tay áp sát tai các bạn. Hai tay của mình đan lại với nhau, lực lòng bàn tay hướng lên trần nhà, kéo căng, đẩy căng vai ra phía sau. Hai tay đan ra sau, xoay vai, ép vai của mình lại, ngả cổ ra sau, nâng cầm. Mình đánh căng tay của mình các bạn, đánh căng tay. Rồi lên, hít vào, hai tay áp sát tai một lần nữa. Hai tay chúng ta đan lại, lực lòng bàn tay hướng lên trần nhà. Chậm rãi thôi, ngước cầm nhẹ, hít sâu. Rồi hạ xuống, thở ra, hai tay đan ra sau. Xoay tay, hai tay đan. Xoay tay ra sau, xoay bả vai của mình ra sau luôn nha. Xoay hai vai đánh căng tay, nâng cầm lên hít. Rồi một lần nữa lên, hít vào, hai tay ta đan lại nào. Giữ ở đây 5 nhịp thở, lực lòng bàn tay của mình hướng lên trần nhà, ngước cầm hít sâu. Để được kéo giãn toàn bộ các nhóm cơ ra các bạn, thả lỏng bộ cổ vai gáy của mình ra. Rồi một lần nữa hai tay đan ra sau, giữ ở đây nào, đánh căng tay, nâng cầm nhẹ nào. Rồi chậm rãi tách tay của mình ra nào các bạn. Hai tay của mình lên cao, hít vào, hai tay chúng ta áp sát tai. Rồi tay phải các bạn đặt lên đầu gối trái nào, rướn dài tay trái của mình lên trần nhà, nghiêng vai phải của mình sang phải, kéo căng ra. Tay trái của mình như có ai đang kéo sang bên phải, cầm hướng tay phải trái, mắt nhìn một góc 45 độ lên trần nhà, kéo căng toàn bộ cơ liên sườn bên trái ra nào. Ấn mông trái của mình xuống sàn thì nó mới kéo căng được. Mông trái của mình tách ra khỏi sàn thì nó không giãn cơ được ha các bạn ha. Hôm nay mình học về chủ đề giãn cơ ha, kéo giãn các nhóm cơ của mình ra để cảm thấy thực sự dễ chịu ha. Hít thở đều lên, hít vào, hai tay áp sát tai một lần nữa.
Rồi chậm rãi tay trái đặt lên đầu gối phải nè. Rồi mình nghiêng sang trái, kéo căng tay của mình nghiêng sang trái, xoay vai mắt hướng lên trần nhà. Các nhóm cơ của mình đang được kéo giãn, nhất là cơ lên sườn bên phải, từ hông, đúng rồi, vai cho đến tay luôn. Lên hít vào một lần nữa, hai tay áp sát tay. Nghiêng sang phải, hạ tay trái, phải của mình đặt lên đầu gối trái nè. Nghiêng sang phải, thở ra mắt hướng lên trần nhà. Đúng rồi. Lên hít vào, hai tay áp sát tay một lần nữa các bạn. Tay trái đặt lên đầu gối phải. Mình cứ chậm rãi thôi. Mình mới mà, mình tập chậm rãi, cảm nhận cơ thể của mình ha. Mình nghiêng sang trái nào. Đúng rồi, nghiêng sang trái. Nếu mà các bạn có nhiều bạn cơ cứng, chúng ta phần lưng nè, bị cứng, bị bó cứng, khi nghiêng nghiêng sang trái như vậy, nó không nghiêng được hết. Các bạn nghiêng tới đây nó cứng rồi, không sao hết. Chúng ta tập mỗi ngày thì toàn bộ các nhóm cơ chúng ta sẽ được kéo giãn ra ha. Đó, nếu mình nghiêng ra tới đây thôi, có nhiều bạn tới đây là hết nghiêng được rồi, thì có nghĩa là sao? Phần lưng của mình bị bên phải đang cực kỳ bó cứng, thì bó cứng như vậy làm liên quan tới phần xương khớp, phần lưng, cuộc sống lưng của mình cũng bị bó theo, liên quan tới thoái hóa phần lưng rất cao ha các bạn ha. Rồi nghiêng sang trái, mình tập nhiều thêm thì nó sẽ kéo giãn ra. Giữ ở đây nè, năm nhịp thở. Năm nhịp thở là như thế nào? Bạn đếm vào, hít ra. Đó. Rồi lên hít vào, hai tay áp sát tay một lần nữa. Rồi chậm rãi, hai tay của mình đưa ra sau gáy. Hai tay của mình chắp lại đưa ra sau gáy. Mở ra hai bên, đẩy căng ngực ra, đẩy căng ngực ra hai bên. Hạ xuống thở. Đẩy hai tay xuống các bạn. Đẩy hai tay xuống. Rồi một lần nữa, nâng hai tay của mình lên cao, hít vào nào. Đúng rồi, cứ tươi lên, thư thái lên các bạn, thoải mái lên, tập yoga phải thoải mái lên. Mở hai cửa tay sang hai bên, đẩy lồng ngực ra nào. Hít sâu, hạ xuống thở một lần nữa. Nó kéo căng toàn bộ lồng ngực của mình, kéo giãn toàn bộ phần qua vai, cổ gáy của mình. Hạ xuống thở một lần nữa. Rồi một lần nữa, lên hít vào. Hai tay của mình chắp lại với nhau phía trước, đẩy hai tay xa sau gáy. Đúng rồi, đẩy ngực của mình căng lên. Hạ xuống thở một lần nữa. Lên hít vào lần cuối cùng nào, hai tay lên. Rồi hai tay của mình phía sau, đẩy ra sau, giữ đây nào. Đúng rồi, hít thở đều, căng nào, căng. Năm nhịp thở nào. Giữ nào. Căng nào. Hạ xuống thở ra. Từ từ mình sẽ thấy giãn mềm ha. Rồi các bạn hai tay nâng lên hít vào một lần nữa. Rồi tay phải chúng ta đưa ra sau, tay trái của mình chúng ta đặt lên đầu gối, xoay vai phải ra sau, cầm hướng tay vai phải. Thì này chúng ta kết hợp với nhịp thở. Kết hợp nhịp thở như thế nào? Khi các bạn để ý, mỗi lần chúng ta thấy thở ra thì chúng ta lại kéo giãn thêm một tí nữa, kéo giãn đi xa thêm một tí nữa. Mỗi lần chúng ta hít vào thì có các nhóm cơ chúng ta sẽ bị giữ lại, chúng ta không đi được nữa. Các bạn để ý ha, tập trung vào hơi thở của mình nè. Xoay sang phải, cầm hướng theo vai phải, giữ ở đây. Mỗi lần hít vào bằng giữ lại, thở bằng xoay ra sau chút xíu nữa, đi thêm một tí nữa cho nó kéo giãn nè. Xoay như nào. Rồi lên hít vào, hai tay áp sát tay một lần nữa các bạn. Vặn người sang phải, tay trái phải đặt lên đầu gối trái, tay trái của mình đưa ra phía sau, cầm hướng theo vai trái, xoay vai. Rồi lên hít vào một lần, hai tay áp sát tay nào. Vặn sang phải, tay phải đưa ra sau, tay trái đặt lên đầu gối phải ha. Rồi bắt đầu xoay vai ra phía sau, ấn tay trái của mình vào đầu gối phải, xoay ra phía sau, cầm hướng theo vai phải, giữ ở đây năm nhịp thở nào. Mỗi lần thở mình đẩy vai theo cho nó giãn cơ ra. Hít vào mình giữ lại. Rồi lên hít vào, hai tay áp sát tay các bạn. Rồi vặn người sang trái, tay phải đặt lên đầu gối trái, tay trái đưa ra sau, cầm hướng theo vai trái nào. Rồi lên hít vào, hai tay áp sát tay một lần nữa. Rồi chậm rãi hạ xuống thở ra nào các bạn. Hai tay đặt sang hai bên, tay trái nâng lên cao hít vào nào. Tay phải của mình đặt bên phải,
tay trái đặt lên thái dương bên phải, kéo căng cơ cổ bên trái ra, tay phải của mình lực vững ở đây ha, rồi kéo căng sang trái nè, rồi mình nâng tay của mình chút xíu nè, giữ ở đây nè các bạn, hít thở đều, đúng rồi, 5 nhịp thở nào, kéo căng thêm một tí nữa, thêm một tí nữa, thêm một tí nữa, rồi lên hít vào nè, hạ tay trái của mình xuống nè, tay phải lên ha các bạn, đặt lên thái dương bên trái, rồi nghiêng sang phải nè các bạn, nghiêng sang phải, nghiêng, đúng rồi, kéo căng nè, căng, hít thở đều, giữ 5 nhịp thở nào, căng thêm một chút xíu nữa, rất căng các bạn nha, đang kéo giãn các nhóm cơ cổ đó các bạn, mình thư thì thư giãn chút xíu, rồi lên hít vào nào, hạ xuống thở, rồi mình xoay cầm của mình sang trái, nhìn vào đầu gối trái, tay phải của mình đưa ra sau gáy, gập sang đầu gối trái nè các bạn, kéo căng, vai lưng của mình vẫn giữ thẳng nha, gập sang trái. Rồi lên hít vào nè, hạ tay trái của mình xuống, cầm hướng theo vai phải, tay trái của phải đặt lên sau gáy nè, gập sang đầu gối bên phải, kéo căng ở đây. Rồi lên hít vào các bạn, hai tay của mình lên, rồi nâng hai tay lên cao, hít vào một lần nữa, hai tay áp sát tay, đúng rồi, rướn tay dài kia, úp tay vào bên trong ha các bạn, đừng có lật tay ra ngoài như vậy, lật tay như vậy nó bị khóa cái vai, mình úp tay vào bên trong, úp hai tay vào bên trong ha, rồi chậm rãi ha, rướn tay cao lên, tay phải của mình đặt phía sau nè, tay trái của mình đặt lên khuỷu tay phải, lắc nhẹ khuỷu tay phải của mình, lắc qua lại cho nó dạng mềm vai phải đi, rồi đẩy khuỷu vai phải lên chân nhà nè, kéo sang trái, mình giữ ở đây, đúng rồi, nếu tùy theo cơ địa mọi người ha, có nhiều người kéo tới đây là hết rồi, không thể qua được chính giữa đầu của mình, mình giữ ở đây để mình kiểm tra test một cái bài mà thoái hóa khớp vai á, các bạn chỉ cần giữ ở đây ở tư thế này dưới 30 giây mà tay mình có hiện tượng bị tê, có nghĩa là phần thoái hóa khớp vai của mình cực kỳ cao, nên mình cần phải tập luyện nhiều vào mỗi ngày để làm gì, cho máu tươi nó bơm vào vùng khớp vai của mình ha, giữ ở đây và các nhóm cơ được kéo giãn, rồi giữ nguyên tư thế này, rồi mình nghiêng sang trái luôn các bạn, kéo giãn luôn nào, nghiêng nào, đúng rồi, nghiêng ấn mông phải xuống, nghiêng sang trái, giữ ở đây 5 nhịp thở nào các bạn, tiếp tục nào, căng căng, rồi lên hít vào nào, căng lắm á, rồi đổ tay hạ tay trái của mình xuống, tay phải nâng lên nè, lắc nhẹ tay trái của mình, rồi đẩy khuỷu tay trái lên, kéo sang phải nè, giữ ở đây 5 nhịp thở, rồi nghiêng sang phải nè, nghiêng nghiêng nghiêng, đúng rồi, giữ ở đây, hít thở đều nhé các bạn, đừng có nín thở nha, rồi lên hít vào nè, rồi tách hai tay của mình ra các bạn, hạ xuống thở ra, rồi chậm rãi ha, mình xoay người lại nào, xoay người lại, rồi các bạn lên tư thế, đây là tư thế con bò mèo ha, chậm rãi nâng cầm lên, hít vào vòng thắt lưng nào, hai tay của mình, hai cổ tay luôn luôn thẳng hàng với vai, hai tay của mình bằng vai, đầu gối mình cũng như vậy, rồi nâng cầm lên, hít vào vòng thắt lưng, cuộn lưng cầm chạm, gù lưng nào, gù lưng mình cuộn từ xương cụt nè, lưng nè, rồi lên vai của mình, lên cổ và hạ xuống cầm chạm cầm, một lần nữa nâng cầm lên, hít vào võng thắt lưng các bạn, võng lưng, võng lưng nâng cầm, bạn cảm nhận nó sẽ kéo căng cái cơ bụng của mình luôn ha, cuộn lưng cầm chạm thở, gù lưng lại, gù lưng lại, cao lên,
Một lần nữa nâng cầm lên, hít vào võng thắt lưng nào, nâng cầm xoay vai. Cuộn lưng cầm chạm xuống, ngước mắt nhìn về rốn gù lưng lên nào. Một lần nữa nâng cầm lên, hít vào cho nó giãn mềm. Động tác này cũng là kéo giãn, căng giãn toàn bộ phần lưng. Nhưng bạn nào mà đau cổ vai đấy, lưng của mình bó cứng, tập cái này nhiều sẽ giúp giãn mềm phần lưng của mình ra các bạn. Nâng cầm lên, giữ đến 5 nhịp thở các bạn. Cuộn lưng cầm chạm thở, gù lưng lại, gù lưng lại, gù lưng cầm chạm thở. Rồi hạ xuống thở ra nào. Đơn giản nha, những động tác cực kỳ đơn giản nhưng mà rất hiệu quả. Rồi từ đây mình ký mũi chân của mình, các bạn nhìn chân cuộn nè, ký mũi chân. Xong từ đây mình nâng lên tư thế chó duỗi mình luôn các bạn. Tư thế này còn gọi là V ngược. Ép vai của mình xuống nè, các bạn lưu ý nè, vai của mình ép xuống, đầu của mình kẹp giữa hai tay, mắt của mình thì nhìn về mũi chân, hai gót chân mình kiển lên, chung đầu gối nhẹ chút xíu, bụng áp sát vào, duỗi thẳng lưng của mình ra các bạn. Đúng rồi, mình giữ ở đây nè, 5 nhịp thở, hít thở đều. Ở tư thế này sẽ giúp cho máu nó lưu thông về não, toàn bộ phần nhóm cơ lưng của mình được kéo giãn. Mình không có xoay vai ra trong ha, mình thả lỏng vào cả vai cổ gáy của mình ra. Hít thở đều. Rồi chậm rãi ha, rút chân phải của mình cả nhà về giữa hai tay. Rồi mình hạ đầu gối trái của mình xuống. Rồi nâng hai tay của mình lên. Hạ đầu gối trái xuống, hai tay của mình nhẹ nhàng đặt lên đầu gối. Đẩy khớp hông của mình xuống. Các bạn lưu ý cho bạn, đầu gối phải của mình luôn luôn thẳng hàng với cổ chân, để làm sao khi lực nó truyền, nó sẽ truyền thẳng xuống sàn luôn ha. Chứ mình đẩy về phía trước lệch góc 45 độ thì toàn bộ dây chằng ở phần khớp gối nó sẽ chịu hết. Rồi duỗi thẳng chân trái của mình ra, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối. Rồi hạ khớp háng của mình xuống, kéo căng đùi của mình ra, khớp háng ra, thả lỏng ra. Giữ ở đây 5 nhịp thở nào. Hít thở đều các bạn, đúng rồi. Rồi chậm rãi lên, hít vào nào. Từ từ mình nâng người, rồi mình xoay người ra phía sau, xoay chân, rồi mình hạ đầu gối phải của mình xuống. Rồi ấn đầu gối trái của mình xuống nào, hai tay của mình đặt lên đầu gối, duỗi chân phải của mình ra. Đúng rồi, ấn khớp háng xuống, ấn gần khớp háng này xuống, kéo căng mặt đùi dưới nào. Giữ đây thẳng lưng nào, tay đặt trên đầu gối ha. Rồi, duỗi thẳng hết sâu, căng nào. Đang căng giãn ha. Hít thở đều. Rất căng, rất căng. Hơi lên, hít vào các bạn. Rồi, chậm rãi chúng ta xoay người lại nào. Xoay người lại. Rồi, duỗi thẳng lưng, nâng cầm hai mũi chân của mình hướng về phía trước, thẳng đầu gối ra. Duỗi thẳng lưng, nâng cầm ở đây. Hít sâu. Rồi hạ xuống thở nào các bạn. Hạ khuỷu tay xuống luôn. Thả lỏng đỉnh đầu của mình. Nó căng toàn bộ gân kheo của mình ha. Máu của mình, máu nó sẽ dồn về não ha các bạn. Một lần nữa lên, hít vào, nó đang kéo giãn nào. Hạ xuống thở. Lên, hít vào, hạ xuống thở nào. Từ từ ha, lên hít vào các bạn, giữ ở đây, nâng cầm duỗi thẳng lưng, 3 nhịp thở nào. Rồi từ ha, mình chùng đầu gối chân phải của mình xuống nào. Rồi mình hạ mông xuống, hạ mông xuống, hạ mông xuống, chân phải của mình để ở đây. Đúng rồi, chân phải mình để ở đây. Rồi hai tay của mình lên cao, hít vào, hai tay áp sát tay nào. Chân phải của mình thẳng ra như vậy ha. Rồi tay trái của mình đặt lên đầu gối, cổ chân phải nghiêng sang trái nào các bạn. Nghiêng, đúng rồi, nghiêng. Bạn nào tốt á, thì mình nắm lấy chân. Còn không á, nhiều bạn chưa nghiêng được đâu, vì tùy theo cơ địa của các bạn nữa nha. Tay mình nắm ở đây, mình nghiêng, có nhiều bạn tới đây là hết rồi,
không xuống được nữa. Vì sao ạ? Cơ lưng sườn của mình đang bị bó cứng cơ, mình ít hoạt động, mình ít vận động, phần cơ khúc này nó bị cứng, mình nghiêng tới đây là hết rồi. Là mình có thể kiểm tra được lại, nếu tới đây mình giữ ở đây tầm 45 độ như vậy, tính từ phương thẳng đứng, nghiêng sang trái 45 độ như vậy mà không xuống được nữa, thì phần thoái hóa khớp lưng của mình chắc chắn là sẽ bị rất nhiều. Nên mình cần thời gian để mình tập luyện nhiều, để kéo giãn hơn, để máu nó được lưu thông và các khớp của mình nó được linh hoạt. Đó, nghiêng sang trái, nghiêng sang trái, đúng rồi, nghiêng. Đó, như bọn là nghiêng tới đây. Tốt rồi, ông nắm cái chỗ này, nắm mũi chân, ông xoay. Nó căng lắm các bạn, nó căng cực kỳ luôn. Các bạn tới đây thôi cũng được, giữ thẳng tay, tay phải kéo căng ra nè, đó, nó giãn ra. Xoay vai mắt hướng lên chân nhẹ. Rồi lên hít vào nè các bạn. Rồi hạ chân phải của mình xuống nè. Hạ chân phải xuống. Hai tay lên hít vào một lần nữa. Chân trái của mình rút lên. Rồi gặp người sang trái góc 45 độ. Rồi gặp người xuống, hạ cổ tay xuống. Đúng rồi, gặp xuống nè. Thẳng lưng ra nha các bạn. Nó kéo căng toàn bộ phần hông, phần lưng của mình. Đúng rồi. Khi mà nó kéo căng như vậy thì ý nghĩa nó sẽ giãn các nhóm cơ đó ra. Thứ nhất, thứ hai là mình hít thở đều như vậy, vừa kéo giãn vừa kèm theo hơi thở, thì mình cảm thấy sẽ rất dễ chịu cho từng nhóm cơ mình đang kéo. Các bạn ha, mình đang đưa ý thức của mình vào các nhóm cơ đó kèm theo hơi thở. Rồi lên hít vào các bạn, hai tay áp sát tai một lần nữa. Rồi nghiêng sang trái một lần nữa. Đúng rồi, tay trái của mình hạ xuống nghiêng nào. Nghiêng. Giữ đây 5 nhịp thở nào. Rồi lên hít vào nào, hai tay áp sát tai. Rồi chậm rãi mình đưa chân trái của mình lại các bạn. Đưa chân trái của mình lại. Khép hai chân lại, đan lại 5 ngón tay. Rồi nhịp đầu gối lên xuống nào. Nhịp đầu gối lên xuống. Hít, duỗi thẳng tay, duỗi thẳng lưng, nâng cằm. Hít sâu. Mình làm 10 nhịp thở các bạn. Thư thái thôi, thoải mái. Mình cảm nhận cơ thể của mình. Khi mình hoạt động như vậy thì mình tập trung đưa ý thức vào hơi thở, đưa vào từng những động tác. Ví dụ như phần khớp háng của mình đang hoạt động thì mình tập trung ý thức hít sâu thở chậm bằng mũi, đưa hơi thở vào phần khớp háng của mình. Chỉ là phần ý thức các bạn. Khi mà ý thức mình điều khiển thì tự nhiên nó sẽ được đi vào đúng cái vùng đó nó cần ha. Lúc đó nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều khi mình đang kéo giãn cơ nha. Rồi mình mở chân phải sang trái, sang phải nào. Dựng chân trái của mình lên. Đó, dựng lên góc 45 độ như vậy ha các bạn. Dựng đầu gối thẳng lên, lưng mình duỗi thẳng, hai tay của mình nâng lên cao, hít vào. Tay phải đặt lên đầu cổ chân trái nè. Mũi chân phải rút lên trần nhà. Nghiêng sang phải, kéo căng nè, kéo căng. Đúng rồi, mình nghiêng được bao nhiêu thì nghiêng nha. Ấn mông trái của mình xuống, nghiêng nè. Đúng rồi, nghiêng. Bạn nào tốt, linh hoạt hơn, mình hạ xuống nắm mũi chân. Còn không, mình cứ thẳng tay kêu như vậy. Rồi lên hít vào một lần nữa, hai tay áp sát tai. Rồi một lần nữa cả nhà, tay phải đặt lên cổ chân, nghiêng một lần nữa. Kéo căng nè. 5 nhịp thở. Căng lắm luôn. Rồi lên hít vào nè. Hai tay áp sát tai. Hạ chân trái, gót chân trái của mình xuống. Hai tay lên cao, hít vào. Gập người về chân phải, hạ khuỷu tay phải của mình xuống. Đúng rồi, duỗi thẳng lưng. Giữ đây 5 nhịp thở. Rồi lên hít vào, hai tay áp sát tai một lần nữa các bạn. Từ từ ha, nghiêng sang phải, tay phải của mình hạ xuống. Nghiêng sang phải nào. Đúng rồi, mở vai trái ra sau, mắt hướng lên trên nhẹ. Lên hít vào một lần nữa, hai tay áp sát tai. Gặp người về sang bên phải, góc 45 độ. Đúng rồi. Giữ ở đây các bạn nha, thẳng lưng. Hít sâu.
5 nhịp thở nào các bạn. Chậm rãi lên hít vào nào, một lần nữa hai tay áp sát tai. Nghiêng sang phải, hạ tay phải của mình hạ xuống, nghiêng sang phải. Giữ đây, 5 nhịp thở xoay vai. Hít bằng mũi, thở bằng mũi nha. Rồi lên hít vào nào, hai tay áp sát tai. Rồi hạ xuống thở ra, mình xoay người sang phải. Xoay người sang phải như vậy các bạn. Rồi hai tay của mình lên hít vào, hai tay áp sát tai nào. Gập người về phía trước thở nào. Hai tay nắm lấy chân phải, duỗi thẳng lưng nâng cầm. Ha, mình cũng đo một gang tay ra, nếu mà mình lưng mình ưu tiên phải duỗi thẳng các bạn. Lưng duỗi thẳng là, còn lưng như vậy là không tính nha, lưng như vậy mà cúi tới thì mình sẽ được một gang tay như vậy là ở mức trung bình dành cho mọi người bình thường. Có nghĩa là lưng ổn tốt ha. Còn mình duỗi thẳng lưng như vậy. Duỗi thẳng lưng dưỡng đây. Đầu đầu gập người xuống, bụng áp sát xuống trước, gập xuống, gập xuống, gập xuống. Bật đo cách một gang tay như vậy. Hả? Là lưng mình cực kỳ tốt ha. Còn mấy hai gang mà mình không tới hơn một gang là mình lưng mình cực kỳ yếu. Các bạn hãy comment ở bên dưới là mình khoảng bao xa nhé, để mình đo lường được là khả năng lưng của mình nó tới đâu ha, để mình biết mình tập luyện thường xuyên. Ok, giữ cái đây. Mình lắc nhẹ, thả lỏng người ra, lắc nhẹ qua lại mỗi ngày một ít. Mỗi ngày một ít cơ thể mình sẽ được kéo giãn và dẻo dai hơn. Rồi lên hít vào nào. Hai tay áp sát tai. Rồi đổi chân nè, chân phải đưa vào gót chân, chân trái duỗi ra. Hai tay lên cao, hít vào một lần nữa. Gập người về phía trước nào. Đúng rồi. Co nhẹ đầu gối, nếu căng quá mình co nhẹ gối trái xíu, mình không căng thì mình cứ duỗi thẳng ra. Hai tay nắm nào, duỗi thẳng lưng. Đúng rồi, duỗi ở đây, 5 nhịp thở nào. Hít sâu thở chậm. Rồi lên hít vào nào các bạn, duỗi thẳng hai chân của mình ra. Hai tay lên cao, hít vào, hai tay áp sát tai. Gập dài người về phía trước, thở nào. Co mũi chân lại, co nhẹ đầu gối lại. Duỗi thẳng lưng nâng cầm. Lên hít vào một lần nữa, hai tay áp sát tai. Gập người về trước thở. Đúng rồi, giữ ở đây luôn nha các bạn, 5 nhịp thở nha. Duỗi thẳng lưng ra, bụng áp sát vào, mình co nhẹ đầu gối lại chút xíu, bụng áp sát vào. Hai tay nắm lấy mũi chân, nó không nắm được như bạn tới đây thôi, không nắm tới không sao hết, mình lấy dây, mình lấy dây hoặc là bất cứ cái gì hỗ trợ để nắm được ha. Còn không mình để xuống sàn, gập người về trước cũng được các bạn. Từ từ mỗi ngày cơ thể mình sẽ được dẻo dai hơn. Rồi lên hít vào nha. Lên hít vào, hai tay áp sát tai. Hạ hai tay xuống thở ra. Rồi chậm rãi ha. Hai tay của mình, mình khoanh chân lại ở tư thế đơn giản. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối. Rồi chậm rãi mình nâng cầm lên, xoay vai để ngực về trước. Cuộn lưng cầm chạm ngực, xoay vai ra sau, gù lưng lại. Nâng lên hít vào, kéo căng da cổ của mình. Mình đang đưa hơi thở vào từng động tác một các bạn, kéo giãn. Cuộn lưng xoay ấp vai của mình về trước nè, cuộn lưng ra sau, cầm chạm xuống ngực. Một lần nữa nâng cầm lên hít vào, đẩy lồng ngực nè các bạn. Cuộn lưng cầm chạm, hai tay đánh ra sau, gù lưng lại nào. Cái cuối cùng nâng lên hít vào, nâng căng lồng ngực của mình. Giữ đây 5 nhịp thở. Cuộn lưng cầm chạm, thở gù lưng lại nào. Rồi nâng lên hít vào. Và bài tập ngày hôm nay là bài tập số 3 đã kết thúc. Và chúng ta tiếp tục đợi cho bài tập ngày số 4. Và các bạn sẽ tập được kéo giãn hơn nữa các bạn nhé. Và hãy đợi vào video tiếp theo. Và nên nhớ rằng chúng ta hãy trải nghiệm qua các động tác, các bài tập từ bài 1, bài 2 tới bài 3 để chúng ta nắm vững hơn
từng động tác một để chúng ta sau này có đi sâu hơn, để những động tác khó hơn chúng ta có thể hiểu được và chúng ta đi vững hơn được các bạn nhé. Và ok, và đừng quên là hãy ấn vào nút subscribe, đăng ký kênh của Ấn và kế bên là nút chuông để bạn là người đầu tiên nhận được video của Ấn nhé. Ok, và xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo các bạn. Namaste.